Thì ở đây thì Thuận đi đâu là bị ngã, mình có vết sẹo này. Em đi lấy cỏ. Đi lấy cỏ à? Này ăn tốt này con này. Con này á? Con này với con này ăn tốt lắm. Con này thì lớn hơn nhỉ? Con này thì chắc con này thì độ tầm năm sau là có chửa đấy, nó có chửa đấy nhỉ? Con này hai con này chửa rồi sao? Chửa rồi à? Ồ, chắc là chửa thì người ta mới lấy đắt thêm ấy nhỉ? Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngôi nhà xa xa ở dưới kia, dưới chân đồi kia là ngôi nhà của em Hưng và em Thuận của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực sẽ vào, thứ nhất là đi vào thăm em Hưng và em Thuận, và thứ hai thì cháu Lực sẽ vào và thông báo một tin rất là vui cho tất cả, cho em Hưng và em Thuận là cùng biết luôn. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được ở bên kênh Minh Khương ấy thì cũng đã biết rằng là em Hưng với lại bên Minh Khương cũng đã chuẩn bị xong cái phần để làm để mua dê về rồi cô bác. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ xin được bật mí cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết luôn. Hôm nay thì cháu Lực sẽ vào và thông báo với em Hưng với em Thuận rằng là cháu Lực nhận được một cái khoản của cô bé ở bên Mỹ có gửi cho hai anh em là 5 triệu đồng để đi mua dê về để làm giống cô bác. Hay còn bây giờ thì cháu Lực xin được mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng cháu Lực đi vào và chia sẻ cái niềm vui đấy cho em Hưng với em Thuận. Hôm nay thì không biết là ra thì có gặp anh Minh Khương không. Nếu mà gặp anh Minh Khương thì cháu Lực sẽ gửi cái phần tiền đấy cho anh Minh Khương của bác. Ở đây thì cô bé có dặn cho cháu Lực là gửi cho anh Minh Khương. Nếu mà một tí nữa không có gặp anh Khương thì cháu Lực sẽ nói cái niềm vui đấy cho hai anh em Hưng Thuận. Rồi thì ngày mai cháu Lực vào, cháu Lực sẽ điện cho anh Khương lên để cháu Lực trao cái phần đó cho anh Khương với lại em Hưng để cho hai anh em đi mua dê về làm giống cô bác ạ. Đấy, cháu Lực nhận được 5 triệu thì một cái khoản để mà mua dê thì cũng rất là lớn rồi cô bác ạ. Đấy, hiện tại thì cháu Lực không biết là mua được tầm bao nhiêu con, nhưng mà cũng gọi là đủ một đàn dê rồi cô bác. Đấy, ngôi nhà của các em thì được nằm ở dưới, trong ngôi nhà của các em thì được nằm dưới cái chân đồi bên kia này cô bác này. Phải nói là ở xung quanh này thì ngôi nhà của hai em Hưng Thuận thì ở trên kia thì mới có hàng xóm rồi cô bác. Nếu mà như cô bác anh chị cũng có theo dõi được những thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên, hay là những thước phim mà bên bạn Trình hay là bên Minh Khương thì cũng đã biết cuộc sống của hai anh em. Thì bây giờ sau khi mà được bạn Trình giả cái khoản nợ ngân hàng 70 triệu xong thì bỏ đi trên đôi vai của em ấy một cái gánh nặng, thì bây giờ phải nói là các em cũng có thêm một cái nghị lực mà tràn đầy rồi cô bác ạ. Hôm nay vào thì không biết là có gặp hai anh em ở nhà không. Đấy, tầm chiều như này thì hai anh em chỉ có đi lấy cỏ về để cho trâu thôi cô bác. Đây, vừa rồi thì cháu Lực vừa ra đến nhà của em Hưng với em Thuận của bác, có mỗi mình em Thuận ở nhà thôi. Anh Hưng thì đi lấy cỏ rồi. Cỏ này thì anh thấy Thuận bảo là lấy cỏ cho dê cô bác ạ. Hôm nọ thì cũng được là anh Khương mua dê lên cho em Hưng rồi. Đi tận đâu lấy cỏ về đây Hưng? Em đi sang bờ suối bên kia ạ. Bờ suối bên kia à? À. Anh vừa đến mà, vừa đến nhà luôn. Rồi, chào Hưng nhá.
Em Thuận lại ở nhà là trong lúc mà anh mình vừa đi làm về mệt là em chủ động là biết là làm hết tất cả mọi việc cô bác ạ. Anh chào Thuận nhá. À, Thuận chào các ông các bà đi. Con chào cô các bà. Rồi, bây giờ Thuận đang làm cái gì đấy? Hả? Thu náo à? Hôm nay thì Thuận có đi học không? Hôm nay là có đi học à? Đi học đến mấy giờ thì về? À. Anh gọi đi lấy dầu gội kìa. Đấy. Em Hưng thì vừa mới đi lấy cỏ về cô bác ạ. Cỏ hôm nay em mới đi lấy về thì lấy cho con dê cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng quan sát là nhìn thấy là em Hưng có một chuồng dê khá là lớn rồi. Hôm nay thì cháu Lực sẽ vào và nói cho em Hưng thêm một cái niềm vui nữa. Cô bé muốn gửi cho em Hưng với Thuận là một cái khoản mà cũng 5 triệu cô bác ạ. Khoản này rất là lớn và muốn cháu Lực là đưa cho anh Khương với lại em Hưng. Hôm nay thì xuống có gặp anh Khương cô bác, thì chắc là hẹn là ngày mai thì cháu Lực sẽ đưa cho anh Khương với lại em Hưng sau. Hôm nay thì cháu Lực sẽ xuống và thông báo cái niềm vui đấy cho em trước cô bác ạ. Đấy, cái cỏ này thì vừa rồi em Hưng có chia sẻ với cháu Lực rằng là đi lấy về để cho dê cô bác. Hiện tại thì em Hưng đang tắm cho nên là cháu Lực không có ghi hình nữa. Một tí nữa em tắm xong thì cháu Lực sẽ ghi hình và nói cái niềm vui đấy cho em Hưng sau cô bác ạ. Đi vào ngôi nhà của các em thì cái cầu thang lên cô bác này cũng rất là nhỏ rồi, cầu thang này. Cái cầu thang này thì chắc là cũng được bố của em Hưng là làm từ rất là lâu rồi. Thuận là chuẩn bị làm gì ấy Thuận? Chuẩn bị nấu cơm rồi à? Ồ, em Thuận thì ở nhà là biết chủ động là nấu cơm của bác này. Thì hai anh em thì cắm mấy bát à Thuận? Đây là xôi à? Tối nay thì hai anh em ăn cơm với gì hả Thuận? Cơm với rau à? Hãy ngôi nhà của các em thì cũng phải nói là cô bác ạ rất là xuống cấp rồi. Cháu Lực nhìn thấy là cũng phần xung quanh ngôi nhà thì cũng được đan bằng những cái tấm tre thì cũng được làm từ rất là lâu. Lấy cái can này đi lấy nước à? Thế mỗi lần Hưng với Thuận nấu cơm là xách nước từ dưới kia lên nhà để nấu cơm à? Bây giờ đi lấy nước à? Hay là như nào? Lấy cái xô này đi lấy đi để anh lấy cho. Nào, anh với Thuận là đi lấy nước đi. Anh với Thuận đi lấy nước. Còn đi lấy nước không Thuận ơi? Đi nhỉ? Anh lấy xô này đi lấy à? Đây, Thuận lấy cái đấy, anh lấy xô này. Thuận bỏ cái gáo ra đi. Nào, Thuận bỏ cái gáo ra. Để anh. Rồi. Hôm nay Thuận đi học mấy giờ thì về Thuận? 4 giờ à? Anh Hưng thì đang tắm ở trên này à? Anh Hưng với Thuận thì bây giờ cũng mới làm thêm ở nhà tắm này. Nhà tắm này thì hôm nọ anh Khương nên làm cho à Hưng? À. Rồi bây giờ bỏ nước vào trong này nhá. Nào Thuận này đeo cái này nào. Anh cho đeo cái này. Đấy, bỏ nước vào đây nhá. Anh em mình mỗi người là một xô nhá. Ao này còn cá không ấy hả Hưng? Hết rồi à? Thuận Hưng Thuận là đi học đến 4 giờ là về à Thuận? Dạ. Hôm nay đi học thì tự đi bộ về hay là anh Hưng đi đón? Em tự bộ về. Tự đi bộ về à? Dạ. Đi có bạn không? Không. Thế là một mình khác về thôi à? Dạ. Nước ở đây thì kéo xa không hả Thuận? Xa. Kéo xa lắm à?
Này, để đây cho anh. Dùng thuận là dùng cái can này để xách nước này cô bác này. Bé Thuận thì một cô bé mà nhìn là rất là dễ thương cô bác ạ. Ở trên mặt thì có một vết sẹo rất là lớn. Trước kia thì ở đây thì Thuận đi đâu là bị ngá, mình có vết sẹo này. Đi lấy cỏ. Đi lấy cỏ à? Dạ. Đi lấy cỏ xong bị gặp tai nạn đúng không? Hả? Ừ. Hôm nay đi học về thì mình ở nhà làm cái gì đợi anh Hưng? Nấu cơm. Nấu cơm à? Dạ. Ở nhà là chăm dê à? Dạ. Bây giờ thì chỉ lấy cỏ cho dê thôi nhỉ? Dạ. Bây giờ đến chiều lạnh rồi mặc thêm áo khoác vào nhá. Dạ. Không là ốm đấy. Hưng thì vừa rồi mới đi lấy cỏ về cô bác ạ, cho nên là bị ngứa cô bác. Em ấy đi tắm luôn, một tí nữa em ấy tắm xong thì cháu Đức sẽ ghi hình và nói chuyện với em Hưng sau. Chuồng dê của em Hưng với em Thuận thì hôm nọ cũng được là bên canh của anh Khương lên làm cho cô bác. Hiện tại chúng ta cũng nhìn thấy là ở trong là có dê rồi. Thấy và ở đây thì cũng có mua thêm bạt để làm chỗ tắm rửa cho hai anh em. Hưng thì vừa rồi còn tắm nước lạnh sao ấy. Hưng thì anh Hưng vừa rồi tắm nước lạnh như sao nhỉ? Dạ. Thế Thuận là tắm thì đun nước ấm tắm hay là như nào? Em đun nước. Đun nước tắm à? Ôi cái bờm này hôm nào mua đấy, xinh thế nhỉ? Anh Trình mua cho à? Dạ. À. Đợi khá là lâu đấy nhỉ, mới đầy nhỉ? Dạ. Ở nhà thì còn có lợn không? Còn. Vẫn còn lợn à? Dạ. Trâu thì mang đi trả rồi nhỉ? Dạ. Đó, rồi. Thuận xách cái chiếc ăn nhỏ nhá. Ừ. Anh xách cái can chan to này. Mỗi lần Thuận nấu cơm là dùng cái can nhựa 5 lít này cô bác này để đi xách nước về. Còn anh Hưng thì dùng cái can to mà hiện tại Sở Lực đang xách nước. Ui. Tắm xong rồi à Hưng? Vừa tắm nước lạnh à? Ui. Đấy. Nghỉ ngơi không? Hà Thuận. Đấy rồi. Can này thì rơi vào tầm đó độ tầm cái xô này rơi vào đó độ tầm 20 lít quá. Một tay thì xách thì cũng khá là nặng. Ôi bụng. Con này Thuận còn nhớ là ai cho không? Anh cho à? Đây, con này thì được bác Thảo Đỗ là gửi cho các bác. Thấy con rất là bền. Thế hai anh em nấu cơm là nấu bao nhiêu ống? Một ống. Ôi anh thấy hai ống rồi. Hai. À. Ồ. Đấy rồi bây giờ Thuận là nấu cơm đi nhá. Anh đi xuống anh thăm nói chuyện với anh Hưng một chút nhá. Đấy, mấy hôm chưa xuống gặp hai anh em rồi. Chắc cũng độ tầm đâu đó là hơn nửa tháng một chút rồi cô bác ạ. Thế vừa rồi là đi lấy cỏ về cho dê à Hưng? Ôi hôm nọ cái cây này là chặt rồi đúng không? À. Hiện tại là dê là bây giờ có mấy con rồi? 5 con anh ạ. 5 con rồi à? Vâng. Hưng đeo mic một chút nào. Vâng. Bây giờ có dê vào thì không đi đâu làm được nữa nhỉ? Vâng. Ở nhà chăn dê thôi. Còn em Thuận thì là đi học rồi.
Ôi dê này cũng khá là lớn nhỉ. Em cũng chưa thả đi chăn. Chưa thả đi chăn á? Thuần cho nó ăn cỏ đó. Dê này thì mua được về mấy ngày rồi? Được 4 ngày rồi sao anh ạ? Thế hôm nọ là cái chuồng dê này thì cũng là anh Khương lên làm cho à? Vâng. Đấy, dê thì cũng mua con nào con lấy lên khá là lớn của bác ạ, dê ấy. Nó ăn cũng rất là tốt. Ô đây là dùng để thái cỏ cho à? Vâng. À thế vừa rồi là em đi lấy cỏ về cho dê rồi à? Vâng. Thế con trâu thì em đi giả rồi à? Vâng ạ. Thế bây giờ thì tập trung vào nuôi dê rồi nhỉ? Vâng. Có mua dê được chưa? Có rồi bên kia. Có à? Bên này có là dê được à? Vâng. Hôm nay anh Khương không lên nhỉ hôm nay ấy? Không anh ạ, chắc phải mấy hôm nữa. Chắc phải mấy hôm nữa à? Chắc anh bận rồi sao? À. Nọ làm xong chuồng với lại mua dê về, về xong là anh ấy đi chưa thấy lên. À. Chắc là lại đâu đó lại đi có việc ở đâu đó. À. Anh nhìn ở dưới này nhìn lên ngôi nhà của các em các bác thì thực sự ra để mà nói những cái tấm đan tre này thì cũng chỉ còn để ở đấy thôi, nó cũng chắc là nó chỉ theo 5 tháng nó cũng sẽ phai, nó cũng sẽ hỏng hết. Nhìn thì trông là rất là xộc xệch rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu được cũng sẽ bật mí cái niềm vui đấy cho em Hưng luôn các bác ạ. Hôm qua anh có nhận được một cái khoản của cô bé. Cô có gửi cho hai anh em là thêm 5 triệu để mua dê đấy. Vâng ạ. Dê này thì hôm nọ là em với anh Khương là đi mua ở tận đâu? Em mua ở dưới chợ huyện anh ạ. Mua dưới chợ huyện à? Vâng. Ồ thế thì mua ở dưới đấy thì là phải thuê người để chở lên đấy nhở? Vâng. Bây giờ mua ở đấy cũng không có ấy, không ai bán. À. Hôm nay thì lên thì đang nghe cho Lực sẽ trao cái số tiền đấy cho em Hưng với lại anh Khương luôn cô bác. Nhưng mà không có anh Khương, cô bé có dặn cho Lực bảo là có cả anh Khương về nữa thì trao cho anh Khương với lại em Hưng để hai anh em tiếp tục là đi mua dê tiếp. Tầm 5 triệu thì mua được tầm bao nhiêu con dê? 2 con anh ạ. Tầm 2 con này à? Vâng. À. Cái này hôm nọ mua 2 triệu 6 một con đấy. 2 triệu 6 một con? Vâng. Là mình chưa tính chở từ cước trở lên. Chở từ dưới kia lên đúng không? Vâng, hôm nọ em tự ra cước trở lên đấy. À. Thế thì hôm nay thì anh gặp anh Khương đấy, thì mai anh Khương lên thì lúc nào anh Khương lên thì em có thể điện cho anh được không? Vâng ạ. Thế điện cho anh thì anh cũng xuống là trao cái phần quà của cô bé cho em với lại Thuận. Vâng. Hôm nay thì đi xuống thì có báo tin cho hai anh em thôi. Vâng. Dê thì dê chuồng thì bây giờ cũng được anh Khương là lên làm cho hết rồi, thành ra là mình chỉ cần việc mua vào thôi nhỉ. Vâng. Ôi hôm nọ vận chuyển Pro này cũng vận chuyển xa phết đấy nhỉ. Vâng. Xe máy không vào đến nơi ấy. Vâng, nọ em vận chuyển cũng khá là vất vả. Chuồng này thì mình làm độ tầm mấy ngày thì xong? Em làm hết 4 ngày anh ạ. Làm 4 ngày à? Vâng. Như ván này mình có phải thuê người ta xẻ luôn không? Có. Hôm nọ trước em với Thuận đây đi nhận quà thì có giữ được một ít thì ở chú ấy xuống xẻ hộ thì chú ấy cũng lấy 1 triệu. Thế là xong là mấy anh em về là khắc tự dựng lên à? Vâng. Như cây này thì mình có phải mua không, cây này hay là rừng của nhà em có thể có rồi? Cây của em. Thế thì cũng lại mất, thế thì lại đỡ được thêm một khoản chi phí nhỉ? Vâng, cây này thì lấy của nhà. Tận dụng của nhà làm. Đấy, con này ăn tốt này, con này. Con này á? Con này với con này ăn tốt lắm. Con này thì lớn hơn nhỉ? Con này thì chắc con này thì độ tầm năm sau là có chửa đấy. Nó có chửa đấy nhỉ? Con này, hai con này chửa rồi hay sao? Chửa rồi à? Chắc là chửa thì người ta mới lại lấy đắt thêm ấy nhỉ? Vâng. Tính chửa, đằng kia một con kia thì chưa chửa. Thế thì mình kia là có một con dê được rồi đúng không? Vâng. Thế thì có khi là sang năm sau lại chuồng lại làm thêm to hơn đấy nhỉ? Vâng, em cũng tính là làm chuồng sang năm, nếu mà có gì, nếu mà nhà em hỏng hết thì em tháo nhà xuống để làm chuồng lên trên. Làm chuồng ở lên trên á? Làm cái nhà bé bé đi. Làm cái chuồng dê. Không, sau này mà xem mà đủ kinh phí rồi thì ngôi nhà này có thể tháo đi xong rồi làm lại ngôi nhà nhỏ hơn một chút. Vâng. Nhưng mà chuồng trại này thì mình làm ở xa này cũng được mà. Cái chuồng nếu mai này có thêm dê thì là dê mà phát triển thì em sẽ làm xuống bên này. Làm sang bên này. Chặt hạ cây chuối đi làm sang bên này. Cho nó rộng. Dê này mình làm không được chuồng xay đâu. Không được. Nó chuồng xay là nó bị đau bụng hay như nào ấy nhỉ, đúng không? Nó bị lạnh ấy.
kiểu nó không, nó lạnh ấy, nó không ấm như kiểu chuồng gỗ này. Chuồng gỗ nó nằm xuống nó còn có hơi gỗ để lên đấy. Mặc dù là nhìn chuồng gỗ của bác nhìn trong nó rất là trong, như tấm ván rất là xa nhau đấy, rất là xa nhau, nhưng mà đến mùa đông thì nó lại ấm hơn cái phần như kiểu mình xây dựng bằng xi ấy, tại vì dê thì cát thì nó lạnh hơn, dê thì nó không thích hợp với lại nhiệt ấy. Mình xây. Hôm nay thì cháu Lực cũng xuống là chỉ thông báo cho em Hương biết. Hôm nay tưởng là có anh Hương, anh Khương ở đây rồi thì sẽ gửi cái phần quà lại cho em Hương với lại anh Khương để cho hai anh em lại đi mua. Đấy thì cô cũng có nói chuyện với lại bên anh Khương rồi, thì cũng có gửi tiền đấy để cho cháu Lực cầm, và hôm qua thì cháu Lực nhận được. Thì hôm nay cháu Lực xuống là nói cho em Hưng với em Thuận biết luôn. Cháu Lực không có muốn là nhận cái phần quà của các em rất là lâu, và trong khi đó thì chưa nhận phần quà các em rất là lâu, không xuống bảo các em một câu nào. Này chỗ đấy là phải làm thêm một ránh nhỉ, ránh chạy xung quanh nhá. Thì là cái ránh chạy xung quanh ấy. Cái ránh này thì chắc là làm vậy thôi, thoát tình nước là được mà. Thế là bây giờ là hai anh em chỉ tập trung vào lại, bây giờ mình em là chỉ tập trung vào chăn dê thôi nhỉ? Vâng. Châu thì cũng mang đi giả lâu rồi à Hưng? Vâng. Thế mà hôm nay hai anh em thì có gì thay đổi, có ốm, có ai ốm đâu gì không? Không anh ạ. Không à? Khỏe. Ờ, thế là mừng rồi nhỉ? Vâng. À đây còn có một cây ớt đây luôn này. Vâng. Ui con dê này nhìn trong hầm hố đấy nhở. Con này ấy. Con nào con đấy cũng rất là khỏe mạnh cô bác. Cái sức ăn của nó cũng rất là tốt anh ạ. Sức ăn á? Ừ. Nó ăn tốt là được, chỉ sợ là mình mua về thì nó không. Ngày nay hôm qua em làm hai bó cỏ nó ăn hết đấy, ăn sạch luôn. Nó ăn khỏe hơn trâu cơ. Thế là một ngày là ăn khỏe hơn cả trâu á? Ừ. Hai con này. Năm con này. À năm con này chứ, phải nhầm. Thế cỏ này thì thường nó là ăn cỏ gì nhất hay là cỏ gì nó không ăn thôi? Cỏ gì nó không ăn anh ạ. Nếu mà mình đi lấy cỏ dại về cho nó ăn nó còn thích hơn. À. Nó nhiều loại nó pha vào nhau ấy. Thế là mình như kiểu cỏ voi này mình mang về thì nó... Nó cũng chả ăn mấy đâu mà. Nó nhiều xương khó. Thế cái xương già nó. Thuận là chuẩn bị đi tắm rồi à Thuận? Vâng, chắc là chuẩn bị. Thuận là còn đun nước ấm đi cô bác này. Em Hưng thì vừa rồi tắm nước lạnh luôn đấy. Hai anh em mà đến mùa đông rồi thì chịu khó đun nước ấm để tắm thôi, chứ không là ốm ở đấy đấy. Vâng. Ốm ở đấy thì hai anh em lại khả năng là sắp mưa đấy. Cơi cái ránh này để cho nó. Ê, như đi mua này thì chợ phiên thì mới đi mua, hay là ngày nào đi mua cũng có ở dưới đấy? Chợ phiên anh ạ. Phiên sau. Thì hôm nay là xem nào. Thứ hôm nay là thứ năm thì ngày mai nếu mà anh Khương lên thì ngày kia có thể là các em em anh Khương lại đi mua thêm được thêm một lần nữa. Vâng. Đi mua trong độ 5 con nữa thôi. Đấy. Ở đây thì anh cũng là muốn là cùng em với lại anh Khương đi mua, nhưng mà anh bác cũng có dặn anh nếu mà anh bận thì anh sẽ không có đi được, thì hai anh em sẽ tắc khắc tự đi mua nhá. Vâng ạ. Đấy. Em chắc anh Khương lại lên đón em á. Khương lại lên đón à? Vâng. Nếu mà hôm đấy mà nọ anh lên đón mà. À, nếu mà hôm đấy mà anh bận, anh không, anh rảnh á, anh không bận ở trên việc của nhà ba ông cháu thì anh đưa em đi xuống đấy rồi em cùng anh Khương đi mua. Vâng. Đấy, và cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới cô bé. Cảm ơn cô rất là nhiều đã gửi cho em hai anh em Hưng với Thuận để hai anh em Hưng Thuận lại tiếp tục được đi mua được thêm những con dê giống mới về để mà phát triển cái phần kinh tế. Thuận thì vừa tắm xong rồi à? Em mặc váy xinh đấy nhỉ? Hai anh em thì bây giờ chỉ có tài sản lớn nhất là chỉ có dê này cô bác. Dê này thì cho anh mạo muội hỏi một chút thì được bác nào mà mua cho? Đây là em cũng không nhớ là bác nào.
Thì gửi tiền thì là anh Khương cũng chưa báo là bác nào đã mua cho. À. Chắc là cũng có mấy bác thì góp vào đây nhỉ? Chắc là cũng có một số cô bác góp vào nhau bên đúng không? Vâng. Còn là cái khoản của anh thì là một mình của cô bé, cô cũng ở Mỹ. Vâng ạ. Ấy, thế thì hai anh em tiếp bây giờ còn mua thêm không? Có anh ạ. Có à? Vâng. À thế thì gộp cái khoản đấy xong là mua luôn. Vâng ạ. Ở đây thì khoản của anh nhận được thì bác cũng có bảo với anh là để mua dê thôi. Vâng. Cái này anh Khương bảo là trước em bảo là cỏ ít quá thì mua đến 10 con, anh Khương bảo là đã làm thì cố gắng chăm sóc thì phải mua đến 15 con thì mới bó. Nhưng mà bây giờ gần đến mùa đông này thì lúc mà mình lấy cỏ thì cũng rất là khó đấy. Vâng. Thì phải cố gắng thôi. Bây giờ thì trâu thì cũng giả rồi, thành ra là mình cũng chỉ có 15 con, mà tầm độ 15 con dê thôi. Vâng. Giờ cũng phải cố gắng thôi anh. Bởi vì đi làm thì cũng khá là vất vả. Mình làm ở đúng nhà rồi. Thì vất vả, mình mệt quá thì mình nghỉ thôi. Đấy, sau dê này độ tầm mà sang năm sau thì lại có thêm dê con, lại thêm một đàn nữa. Đúng rồi, độ tháng 4. Tháng 4 là có dê con. Đúng rồi. Dê này thì nó cũng không có như lợn, nếu mà như lợn thì thành ra là mình lại khó nuôi hơn. Đúng rồi. Dê nó dễ nuôi hơn. Em cũng đang bảo với anh Khương là hôm nọ bảo với anh Khương là đến là chỉ mua lấy 10 con dê thôi thì là em cũng muốn là quay chỗ này lại để em thả lợn đấy. À. Em cũng tính là nuôi thêm mấy con lợn, bởi vì em vừa đẻ thêm được 6 con đấy. Đúng rồi. Em tính là nuôi để thả ấy. Thả cho nó chạy quanh ấy, xong đi bán thì nó mới được giá. Đúng rồi, anh cũng thấy là nhà em có thêm cả rau lợn này. Đúng rồi, hôm nọ em trồng ấy. Đấy, lá rong ấy. Anh Thuận thì lạnh rồi à? Đi mặc áo ấm rồi. Nó cơm chín chưa? Hả? Chưa à? Cắm cơm thôi à? Ờ. Trồng thêm lợn em quay những cái chỗ này để cho nó ở ấy. À, đúng rồi. Mua cái thép ly cái thép B40 đấy, thép B40 quay vào xong là ở dưới đấy thì cái chỗ nào mình cho nó ngủ thì mình đổ bê tông vào thôi. Đúng rồi. Thế còn là đổ. Quay nó xa xa một chút. Em quay hết quanh nhà này. Quanh nhà này luôn á. Nếu mà được các cô bác ủng hộ thì sửa nhà thì em chuyển nhà đi chỗ khác. Cho lấy khu này quay làm cái khu để mà chăn nuôi luôn. Thế nhưng mà đi ra chỗ khác ở thì thành ra là mình lại làm hai chỗ ngủ rồi. Không, em lưu động được mà anh. Nhưng mà đêm là phải ngủ trên này nhiều hơn. Đúng tại vì là em mình bắt buộc là em phải ở trên này rồi. Mình làm trang trại của mình ở đây thì thành ra là nếu mà mình không ở thì cũng sợ là trộm. Đúng rồi. Em còn sợ hôm qua em đi có việc một tí mà 9 giờ mà em còn sợ là mất dê ấy. Dê á? Bởi vì chưa có chó thì có mỗi một con thì nó thuần, người ta kiểu nó quen ấy. Đi em sợ. Đấy là kiểu thằng người lạ thì em chả sợ đâu, em sợ thằng quen cơ. Thằng quen thì nó quen cả chó rồi, sợ nó nhấc dê đi đâu không biết đấy. Đúng rồi, có khi là mình sợ anh em trong làng thấy mình có nhiều dê quá thì ra là thấy... có nhiều nhà người ta ghen ăn tức ở ấy. Đúng rồi. Đi chẳng may đi lỡ mà không để ý xem cái là sợ người ta bỏ thuốc vào hay là cái gì vào, em cũng nghi cũng sợ lắm. Nhiều người người ta thương, nhiều người người ta không ghét đấy anh. Đúng rồi. Có phải là ai cũng thương được hết đâu. Ôi, Thuận là như kiểu bị ốm hay sao ấy? Giờ nhiều cô chú ở trong xóm thì ai nhìn nào cũng bảo là được hỗ trợ nhiều quá, người ta ghét. À đúng rồi. Em sợ người ta bỏ thuốc vào để cho dê ăn thôi. Tính ra mà mai này mà em có điều kiện thì mấy đứa em xem có người ta làm ở trên này thì em đi làm để mua một con chó. Mua chó về á? Vâng. Tính là mua một con chó to ấy, chó to của bách của các cô hay nuôi ấy. Anh thấy ở trên sáng thì cũng có mấy loại chó to ấy. Đúng rồi, mua một con về xong là em xích. Xích theo cái viền này. Đúng rồi. Làm cái cho thành cái viền để cho nó chạy. Mua một cái dây ấy. Cái đúng dây rồi. Xong là cái em sợ là lúc em đi vắng, đi có việc đi vắng một cái sợ người ta bỏ thuốc vào dê ấy, cả đàn như vậy. Em cũng lo lắm chứ. Đúng. Bây giờ thì trời cũng khá là tối rồi các bác ạ. Hôm nay thì cháu được đi xuống và thông báo cho hai anh em là đáng lẽ là hôm nay là nếu mà anh Khương lên thì cháu được sẽ trao cho hai anh em luôn, nhưng mà ở đây thì bác không có dặn cháu được là trao cho cả anh cùng anh Khương với lại có cả anh Khương với lại em Hưng. Thì em Hưng cũng bảo cháu được là dê này thì vẫn còn mua thêm, thì bác cũng có dặn cháu được là cái khoản này là để mua dê. Thế thì
hôm nào mà em với Khương đi mua thì gộp thêm vào đi mua nhé. Vâng ạ. Đấy. Rồi, cái thước phim này thì cũng khá là dài với cô bác ạ. Chắc có lẽ là cháu Đức cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở chương sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác, anh chị. Và bây giờ thì Hưng nói một lời chào tạm biệt tới các ông bà nhé. Con chào công các bà ạ. Cho anh mượn cái mic đi. Ôi, Thuận đâu rồi? Thuận nói chào các ông các bà nhé. Con chào các bà. Rồi.